ngày hôm nay new york giống như san francisco đưa ra tình trạng khẩn cấp trong cộng đồng và cái chuyện đầu mùa khỉ đang tiếp tục gia tăng đây là ông bác sĩ nói chúng tôi đây đang kêu gọi đưa thêm thêm thuốc ngừa nữa cho thành phố ở bên new york We are the of this. Ở bên New York hiện tại ngay bây giờ là chỗ bùng phát đậu mùa khỉ trong lúc này. The Theo của những nhà chức trách nói cho biết 25% số người bị nhiễm đậu mùa khỉ trên Hoa Kỳ đó là nằm ở bên New York. New Có khoảng chừng 150.000 người New York có thể bị lây nhiễm đậu mùa khỉ này. Trong lúc này, theo nhà chức trách coi, thấy số người bị nhiễm đậu mùa khỉ đó là những người đàn ông ngủ với những người đàn ông. Trong lúc này, nó cũng đang lây nhiễm qua những cái cộng đồng khác nữa chỗ này là chích thúc ngựa ở bên los angeles người ta xếp hàng rất là dài tôi ở trên instagram được báo cho biết có thể lại đây chích thúc ngựa lập tức tôi tới đây với giấy tờ của tôi và đứng xếp hàng như vậy Nói về cái chuyện xếp hàng đối với anh này thì nó không sao, xếp hàng chích thuốc ngừa không thành vấn đề. Đây nói về cái chuyện cộng đồng của họ thì có vấn đề một chút xíu. Theo người ta nói, hiện tại ngay bây giờ những người đồng tình liên ái của đàn ông thì đang bị lây nhiễm về chuyện này

khi một cái virus mà nó bùng phát nhiều lên như vậy, có nghĩa là bất cứ người nào cũng có thể bị lây nhiễm hết. Trong lúc này CDC nói có chứng minh là những người trẻ tuổi đó là những trẻ em dưới 8 tuổi có thể bị nhiễm những người có bị bệnh HIV thì cũng có thể bị lây nhiễm, có thể bị lây nhiễm nhiều hơn những người khác nữa. Trong lúc này, FDA đang đưa ra hơn 800.000 thuốc ngừa của đậu mùa khỉ. Tối ngày hôm nay sẽ dẫn chuyển đi nhiều chỗ khác nhau. Theo của Tòa Bạch Ốc nói, 340.000 thuốc ngừa đậu mùa khỉ đã đưa nhiều chỗ ở trên Hoa Kỳ rồi. Ngày hôm nay, những nhà y tế ở bên New York muốn kêu Tòa Bạch Ốc đưa ra tình trạng khẩn cấp để có gì họ có thể lấy những cái số tiền tình trạng khẩn cấp để chặn lợi về cái chuyện đầu mùa khỉ trong lúc này trong lúc này ông tổng thống joe biden đang tính toán nhưng mà chưa có nói là sẽ đưa ra tình trạng khẩn cấp